Nguyên siêu để gì kiểm tra trước rồi bên trong rồi báo sau. Đây ha, đây một cái xe, một cái remote của anh ha. Rồi em sẽ coi trong hệ thống luôn, kiểm tra dùm anh bên còn cái gì ha, có pin không. Rồi một pin ha, một pin ở động cơ ha. Rồi anh nhờ em kiểm tra sửa chữa thì lớp chút em kiểm tra. Con này thì có hiện tượng là đưa xuống thì nó không chạy, đưa lên thì nó chạy. Thì khả năng là để đắp chút nữa mình test rồi kiểm tra cho bạn nha. Rồi hello quý vị ha. Bệnh con này là khách hàng chơi thì nó bị cái trường hợp là con vi sai chục bánh căng. Đây bạn thấy không, vừa kéo à. Đó. Đó, nó đi nổi không, thấy không? Đây mình lấy chân mình đợi nha, đợi lên cho các bạn con không, để chân đè xuống không? Thì con này là bị một á, là nó bị giới hạn động cơ. Nếu mà kiểm chìm ha, cơ mát nè, chìm hết mát nè, giật cái tay nè nó vẫn bị ha. Có nghĩa là nó bị cái trục vi sai đây, cái trục vi sai đây do bánh răng nó có thể bị mòn hay là bị gãy rồi. Cái này phải kiểm tra và khách hàng yêu cầu thay cái trục, thay cái bộ nhông kim loại luôn. Ok quý vị ha, đây mình tháo cái nào cần tháo ha. Đây con NWTO124007 ha, của khách gọi sữa. Ok, ôi sẵn dịp là mình thay luôn cái trục cho khách luôn, cái con nhông 27T ha, ở nhông kim loại nè. Con này con nhựa nè, chơi một thời gian nó sẽ mòn thôi. Cái này còn mới nha, khách hàng chơi có một chút thôi đó, nhưng mà yêu cầu của khách thì thay thì mình vẫn thay cho khách thôi ha. Thay cái nhông vô. Mình đấu vô lại á thì nó vẫn bị như vậy. Thì lúc mình lấy tay mình để vô á, mình cầm á, mình thấy nó nóng quá. Mình nghĩ con ớt xe này có vấn đề rồi, chứ không phải là dòng trục. Con này là con mạch não nè, có nghĩa là con này là con ớt xe nè, con này con mô tô nè. Trong quá trình điều khiển thì con này nó bị mát, nó lúc ăn lúc không, bạn nhấn vô thì lực đè. Hồi nãy đó mình lấy tay á, mình đưa vô mình test thử á, mình lấy nghiệm nó lại á, con mô tô nó hoạt động. Nhưng mà con này nó mát, nó nóng, rất là nóng à. Không, thường thường nó không phải nóng như vậy đâu, mà sau khi mình để cái pin chút luôn là nó nóng, đút vô hoạt động là nóng. Con này có khả năng bị chập cháy nè. Cái này thì giờ theo phương hướng là một là thay ở C thôi. Ở C thì mình có hai loại, một loại là 35A của Xung Phát ha. Loại này thì loại zin, thì 35A thì dòng tóc thì 35 thì nó hợp với cái thằng dây này. Và một loại nữa là dòng 60. Đây, 60 ha. Con này là dòng 60 đây, à, con này 80 nè, con này 60 thôi. Đừng lên 80 quá, 80 thì dư quá rồi thua. Lên 60 ha. Con này cũng dòng Happy Win của mình ha. Con này cũng đang xài ngon lắm nè. Bây giờ nó theo hướng là bạn chọn 60A hay là chọn 35. Nếu mà bạn chọn 35 thì nó vẫn về cái tốc độ là cho phép là như vậy, nó ở mức đó thôi. Đây. Vẫn là như vậy. Tại vì cái con zin này á mình không có sẵn. Lúc trước đó mình có, bây giờ mình không có sẵn. Có một con nhưng mà nó hoạt động không có được tốt lắm, cho nên mình cũng không có làm cái con đó cho bạn được. Cho nên trên nguyên lý hiện tại là mình có một con 35A và một con 60A. Con 60A là khỏi bàn rồi, nó quá tốt rồi, nó vấn đề là chơi thì gáp vô thôi. Ở trong quá trình mình gáp vô mà nó vẫn ok, hoạt động bình thường thì con giống là con OC thôi, nó không bị gì hết. Thì bị con OC này mình phải thay, cũng không có thay cho bạn, tại vì nó không có phải là vấn đề vi sai nữa, mà nó vấn đề là nó nằm ở con ở xe này ha. Ở xe này nếu bạn đợi, một là bạn đợi mua. Anh ráp xong rồi ha. Đây bộ của em ha. Đây ở 80 nè. Con này ở 80 là con này con Xung Phát nè. 3650 KV 2050 là tốc độ mát rồi. Anh chơi dòng này là cũng cao lắm rồi. Cũng tầm 80 á, 80 90 đó. À rồi, mình mở nha. Nút nguồn nằm đây ha. Rồi lúc ra lát mình đẩy vô mở ra. Rồi. Rồi chắc nhiên là ngon lạnh ha. Rồi đây nó rất là mạnh ha. Đó rồi để mình đậy nắp lại đây. Trong quá trình đậy nắp nha, rồi lúc mình đưa xuống sàn là cũng được. Rồi anh Trang ha, rồi anh tiến hành gáp cho em. Bây giờ cho đưa xuống đất nè, không cần đây anh mở ha. Con này là mở đèn ha, đây chịu ra xe vô ha. Rồi đây bấm nó rung luôn ha. Cái này về nó gỉ cái keo dán sắt vô, mình về mình tự gỉ cái keo dán sắt vô ha. Cái này là có cái dòng keo các bạn gỉ vô nè,
Đây bạn thấy không, mình kéo một cái là nó thở hết nè, thấy không? Đó là mát tóc là cho phép 70 thôi, con này mát tóc thôi. Còn nếu mà muốn chuẩn thì phải dị cái keo lên ha. Cái này em tự về dị ha, rồi anh đưa xuống đất nè. Nếu mà không chạy là cái này em có thể bọc cái lớp giấy bọc ra, xé ra ha. Đây cái lớp keo nè, em có thể xé ra ha, nó còn một cái lớp chống bụi đó, thì tự xé ra luôn ha. Rồi đây mình đưa xuống đất ha. Đây, tụi em rồi anh đã chỉnh cái keo vô lái rồi nè. Lúc đầu là không có được cái nghiêng 360, 180 là quá chuẩn rồi. Con này là em kéo chừng 70 là quá nhanh rồi. Con mô tô này về nhà muốn đổi cái này lại, không thì đổi cái tay lái LX vô, không thì em có thể chuyển đổi cái dumbo mà trên tay em có cái dumbo với LX em này rồi. Nó bắt sóng từ 300 đến 500 mét là quá xa. Con này tầm 100 mét ha, trên nguyên bản 100 mét. Con mô tô quá ngon rồi, em dùng con mô tô của anh là nâng lên là quá ngon rồi. Về nhà tự luyện ha. Ai chơi cái này là phải biết. Con này là bạn 1.12 rất là ngon. Còn ai biết đấu đèn đấu gì tới thời thoải mái ha. Cái này mình là trước đây mình làm cái đạn này nhiều lắm rồi. Đây là phiên bản 124007 nè. Rồi mát tóc là 70 ha. Con này lên có thể 80-90 tùy ha. Cái pin ở đây là cho phép em lên 3S luôn. Tại vì con ớt xe này anh cho em phép em lên tới 3S luôn ha. 3S được. Con này hiện giờ đang sử dụng pin 2S thôi, tụi em là dòng xạ 25. Rồi, đã rồi, con này thoải mái rồi. Rồi anh xin phép là đóng mai đóng gói chạy. Rồi, hello ha. Đây bộ của em đóng gói kiểm tra hết rồi ha. Đây cái bộ thai nè, xung phát nè, ở xe 80 à. Rồi mình kiểm tra tối hôm qua mình test ngon lành ha. Pin thì full đầy rồi nha. Mình sạc đầy rồi 410 mấy rồi đó, 41 mấy. Còn cái này là bộ này của em nè, anh tháo ra là anh test rồi anh cảm giác như con này nó bị hư nè. Nó bị cài giật đó. Có lẽ là nó bị mát hay dính nước gì rồi, cái đó vấn đề em tự ha. Rồi ta giờ tự xử ha. Con mô tô này vẫn còn dùng được. Rồi, cái bộ này trả lại cho em ha. Cái bộ thai thì của em nằm đây, ngon lành ha. Về nhà với ghim điện vô là xài thôi. Rồi, địa chỉ thì được cũ hay là sao, hay là em bốc lại đây anh gọi Viettel Post cho em ha.